Ronaldo ghi bàn thứ 102 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục hành trình giành kỷ lục ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại khi anh ghi bàn thứ 102 cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong chiến thắng 7-0 trước Andorra ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay. Trong cuộc tiếp đón Andorra trên sân nhà Lisbon, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát so với chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở UEFA Nations League, trận đấu mà Ronaldo bỏ lỡ vì nhiễm Covid-19. Ở trận đấu này, siêu sao đang khoác áo câu lạc bộ Juventus được tung vào sân sau giờ nghỉ giải lao, nhưng phải đợi cho đến khi còn 5 phút kết thúc trận đấu, Ronaldo mới ghi bàn thắng bằng một cú đánh đầu cận thành. Với pha lập công này, Ronaldo chỉ kém kỷ lục mọi thời đại của cựu tiền đạo huyền thoại Iran, Ali Dei 7 bàn. Quan trọng hơn, chiến thắng này là cú hích giúp đội bóng của huấn luyện viên Santos hướng đến trận gò đinh với đội tuyển Pháp ở bảng 3 League A tại UEFA Nations League, nơi Bồ Đào Nha đang dẫn đầu với 7 điểm. Trang chủ của Manchester United xác nhận hậu vệ Luke Shaw phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng vì chấn thương gân kheo gặp phải ở trận đấu với Everton thuộc khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần trước. Đội chủ sân Old Trafford sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ này trong khoảng 6 trận đấu sắp tới, cả Ngoại hạng Anh và lẫn Champions League. Không có sự phục vụ của hậu vệ 25 tuổi, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer buộc phải cân nhắc sử dụng tân binh Alex Telles, cầu thủ mới trở lại sau Covid-19 nhưng chưa thể đạt được thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, tài năng trẻ Toan Zebe cũng là một sự lựa chọn phù hợp với nhà cầm quân người Na Uy. Bên cạnh Luke Shaw, hai trụ cột khác của MU là Marcus Rashford và Victor Lindelof cũng dính chấn thương sau trận thắng 3-1 trước Everton trên sân vận động Goodison Park. Mặc dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng sau trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận cả hai lần lượt gặp phải những chấn thương liên quan đến vai và lưng. Đối với Rashford, dù được đội tuyển Anh triệu tập, nhưng tiền đạo sinh năm 1997 cũng bỏ lỡ khả năng và phải chờ kết quả kết luận cuối cùng của đội ngũ y tế cũng như huấn luyện viên Gareth Southgate. Trên trang chủ, Liverpool xác nhận đội tuyển Anh thông báo rằng Joe Gomez đã rút khỏi đội hình chuẩn bị cho những trận đấu quốc tế sắp tới khi gặp phải chấn thương đầu gối ở một buổi tập. Trung vệ này sẽ phải kiểm tra kỹ càng hơn bởi đội ngũ y tế của chúng tôi. Cơn khủng hoảng của hàng thủ Liverpool đã trở nên trầm trọng hơn khi Joe Gomez gặp chấn thương nặng trong đợt tập trung đội tuyển lần này. Có nhiều lo ngại rằng cầu thủ 23 tuổi sẽ phải ngồi ngoài trong thời gian dài. Như vậy, hàng phòng ngự của Liverpool coi như tan hoang. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã mất trung vệ số 1 là Virgil van Dijk vì chấn thương dây chằng trở thập hồi tháng trước. Fabinho được yêu cầu đá trung vệ nhưng cũng dính chấn thương gân kheo sau đó một tuần và chưa hứa hẹn ngày trở lại. Còn Trent Alexander-Arnold tạo thêm những vấn đề khi gặp phải chấn thương ở trận đấu với Man City cuối tuần qua. Chấn thương của Joe Gomez khiến Joe Matip là trung vệ duy nhất còn khỏe mạnh của Liverpool. Nhưng trên thực tế, cầu thủ này cũng mới trở lại sau khi gặp vấn đề cơ bắp trước Everton. Matip cũng chỉ mới chơi đủ 90 phút trọn vẹn 2 lần trong 13 tháng qua. Cha đồng thời là người đại diện của Lionel Messi, ông George Messi, mới đây đã phủ nhận việc ngôi sao của Barcelona đang xem xét việc chuyển tới Paris Saint-Germain trong mùa hè tới. Tương lai của Messi đang là chủ đề nóng bỏng nhất tại Barca kể từ khi anh bày tỏ mong muốn ra đi từ hồi đầu tháng 8. Man City của ông thầy Pep Guardiola đã liên tục liên hệ, trong khi đó ESPN cho rằng Paris Saint-Germain cũng là một sự lựa chọn khả dĩ. Theo đó, đội bóng nước Pháp đã liên hệ với ông George Messi để tiến hành một cuộc thỏa thuận và cuộc đàm phán có thể bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2021. Bản thân Messi hiện đang tại quê nhà Argentina để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 ở khu vực Nam Mỹ. Argentina sẽ có trận đấu ngay trên sân nhà gặp Paraguay với mục tiêu duy trì mạch thắng từ đầu vòng loại tới giờ. Cuối tuần trước, Messi đã bất ngờ ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu gặp Real Betis. Sau đó, anh vào sân ở hiệp 2 và đóng góp 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong trận thắng 5-2. Huấn luyện viên Ronald Koeman giải thích rằng do Messi không đủ thể lực nên ông đã cho anh ấy ngồi dự bị. Câu lạc bộ Barcelona quyết lôi Neymar ra tòa để đòi nợ. Câu lạc bộ Barcelona sẽ kiện Neymar hoàn trả số tiền 10,2 triệu euro mà đội chủ sân Nou Camp cho rằng họ đã trả quá cao cho ngôi sao người Brazil trong thời gian chân sút này còn thi đấu tại đội bóng. Theo tờ El Mundo, Neymar đã có mùa giải thành công tại Barcelona từ năm 2013 đến 2017 trước khi gia nhập Paris Saint-Germain với giá 222 triệu euro. Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, một cuộc thanh tra cơ quan thuế ở Tây Ban Nha cho thấy Barcelona đã không thực hiện các khoản giảm thích hợp khi nộp thuế cho Neymar. Theo một cuộc thanh tra được thực hiện với Barcelona kéo dài đến năm 2015, văn phòng thuế ở Tây Ban Nha tính toán rằng Neymar đã được hưởng lợi từ việc làm giàu thiếu hợp pháp. Một nguồn tin ở Barcelona xác nhận rằng đội bóng này hiện đang nỗ lực tìm cách để đòi lại số tiền họ đang nợ. Theo một tài liệu chưa chính thức được công bố vào tháng 9, Neymar có số tiền thuế chưa nộp cho chức trách Tây Ban Nha nhiều hơn bất cứ người nào khác, với khoản nợ lên đến 34,6 triệu euro.
các cơ quan tài chính của Tây Ban Nha được cho là đang điều tra hai vụ chuyển nhượng của Neymar, bao gồm việc anh đến Camp Nou từ đội bóng Brazil Santos vào năm 2013 và việc chuyển đến Paris Saint-Germain 4 năm sau đó. Bất chấp những tranh chấp pháp lý trên, Barcelona hiện đang có nhiều nỗ lực để tái ký hợp đồng với Neymar, nhưng một mức giá chuyển nhượng khá lớn cho ngôi sao người Brazil dường như là không thể vào lúc này do vấn đề tài chính của Barcelona đã sa sút từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.